Baby Moon tận hưởng kỳ nghỉ thai sản ngọt ngào lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Như mặt trăng dịu ngọt luôn xoay quanh trái đất. Chúng tôi lấy người mẹ làm trung tâm, nỗ lực không ngừng cho vuông tròn trọn vẹn. Baby Moon, thai sản ngọt ngào, đón con viên mãn. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông nâng niu từng sự sống.